Ủa hôm cách nay 2 ngày á là nghe là ở dưới đây là bé Diễm không được đi học, trời ơi bức xúc quá trời luôn, bức xúc quá trời luôn, mà nếu mà ở gần là tôi lại liền luôn á. Trời ơi sao ở đây mà đang làm giấy chị, đang làm giấy tặng cho gửi thằng này nè, làm giấy xanh cho nó kìa. Đầu ở đây ta cũng thấy rồi, tính là làm giấy gửi cho thằng này đi được, nhỏ này đi phải được chị. Mà Chứ giờ em hỏi chị vậy nó đeo như vậy nghi dữ không chịu, nó ẩm tà kêu Diễm ơi Diễm ơi không à chị. Em nghi qua đây coi 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 tấn bé gì của con bé này nè. Gì là chú ông bác thôi, không phải dì ruột nữa, chổi với bà nội nữa đó sống á. Cha nó với mấy bác chú nó đi đi nhậu về hành hạ nó, rồi bà nội bà phụ á, ơi, khổ ghê. Bây giờ nó lớn chắc có thể nó còn nhớ á. Hành hạ nhỏ nữa rồi nó còn dữ lắm hả? Trời đất, bây giờ ơi. Nó chị hỏi cái nó còn biết á, thương mình nó dữ lắm kìa. Bao nhiêu tiền thì em ở nhà em sẵn em giữ bé. Tiền rồi em giữ thì em không có nói rồi, nhưng mà nếu mà giữ được là em giữ rồi, tại vì con em nó cũng còn nhỏ thì nói chung là em cũng còn gia đình chồng này kia nữa. Như em nếu mà là chị ruột hay là em ruột của dân thì nó rất là dễ, còn này nói chung gây ra chỉ là bà con thôi, em còn có chồng nữa rất là khó lòng. Hồi trưa nó mới học mẫu giáo vô lớp 1 là em đã hướng dẫn nó rồi, nên thấy hoàn cảnh nó rất là khó, ở với ông ngoại nó khó khăn lắm. Rồi thương lắm, rồi hôm đó tự nhiên cái nghe mẹ nó bệnh nữa, trời ơi tôi thấy thương gửi cho là mẹ con bé Diễm, là mẹ con nó được xứng đáng hưởng, chứ ngoài ra là không có ai được mà dòm ngó số tiền đó. Là cứ yên tâm là không nó giữ đây là sau này là để cho là bé Diễm nó, em nói rõ ràng vậy chứ để nhiều khi nhiều người không hiểu cái nói cho tiền bé Dân không thì lúc rồi cái nó trị bệnh hết thì cái số tiền còn dư lại thì cái bắt đầu nhiều khi chồng con nó không hiểu là cha dượng đó, không hiểu rồi tiền này là tiền của vợ tôi muốn làm gì làm thì tội nghiệp cho bé Diễm. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang có mặt ở dưới mỏ Cà Nam Bến Tre. Thì ở nay là Phong đi với cùng anh Tâm, chị Ngọc, với chị Hà, với chị Thật, với bé Linh, đặc biệt là có bạn đồng nghiệp là bạn Phạm Tấn của bác anh chị. Thì cái hoàn cảnh ở đây thì bữa giờ Phong chia sẻ là một cái người chị là chị Dân, 27 tuổi, là mang trong mình là bệnh ung thư máu, thì điều trị trên bệnh viện Chợ Giấy. Thì mang bầu là 31 tuần tuổi, nhưng mà sức khỏe kém quá nên bác sĩ bắt buộc là phải tiêm thuốc để bắt bé ra bên ngoài. Thì hiện tại là chị Dân cùng với chồng là anh Nhã có là hai đứa con, nhưng mà một đứa con chung là bé trai mới có tuổi nữa, còn bé gái là bé Diễm là năm nay là được 10 tuổi của bác anh chị. Thì nghe được cái thông tin á là bây giờ là sức khỏe của chị Dân á bây giờ đang rất là kém, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Thì lúc nhớ lúc không, rồi bên cạnh đó cũng hết đi được rồi cô bác anh chị. Thì tình hình đang rất là căng thẳng. Thì bên cạnh đó thì mấy ngày hôm nay thì anh Tâm, chị Ngọc cũng đã nhận bé Diễm là làm con nuôi. Thì trong cái lúc mà khó khăn như vậy, rồi Diễm mà nghe bé Diễm là việc học hành là đang gặp có nhiều vấn đề bất chắc á, nhưng mà gặp khó khăn thì anh chị đã cũng đi xuống đây để thăm hỏi con nuôi của mình. Và bên cạnh đó cũng có những cái lời động viên và chia sẻ. Thì thôi bây giờ thì trước nhất thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những khán giả yêu thương thân thương của kênh Phong Nguyễn nha. Thì thôi bây giờ thì Phong sẽ ghi lời những cái đoạn hình ảnh để gửi đến những khán giả và cô bác mình hả? Thôi xe tới rồi, xe bự tới rồi. Xe bự tới được không? Dạ. Có được không? Đúng rồi. Không dạ thưa chị. Không đó, xe nó lỗ lắm luôn. Có đứa nhỏ nó đang chờ gì, cổng thấy tội ghê. Thấy rồi. Đây là. À. Đi đi mình vô đi. Được không? À, cái đường này nó nhỏ. Đây là. Rồi chị Hà vô, chị Hà. Chị Hà với chị Thật với bé Linh được vô trước đi. Không không, cái lỗ đó không đúng. Lỗ đó thương quá. À. Sáng giờ là nói chung là này. Phong á cùng với anh Tâm, chị Ngọc và những trung đoàn á là đi rất là nhiều hoàn cảnh thôi. Thì cái điểm dừng chân gần như là sao chót thì đi xuống thăm nhà của bé Diễm nè. Thôi đi anh, đi chị. Vô luôn anh Tâm. Đây, cái đường đi vô á nó hơi lầy á. Khỏe không con? Chào con gái. Ngoan. Bà đâu hết rồi? Dạ bà có bên kia. Mời bà qua đi. Con coi. Dẫn em đi đi đừng ẵm. À dẫn đi cho em con khỏe chút đi con. Đi cho nó đưa đây đứng đi.
đi đi không, nó không chịu đâu, để nó dẫn theo, để dẫn không, theo đi. Người khác ẩm nó không chịu. Ừ, không chịu đó. Chị đại diện cho thắp nén hương đi chị con. Thắp nén hương cho ông bà tổ tiên cái củ quyền ở đây phù hộ cho chị dân tai qua nạn khỏi. Đâu không? Không quẹt đây là chị. Thật. Quý trái không? Thật ơi, em đi chùa nhiều em khấn. Em khấn chị Ngọc. Không không bậy à. Đến đây. Hả? Không được, không quẹt không có, không quẹt. Thắp hương đi. Nè, thắp hương đi. Giúp cho mẹ con bé dân, gia đình bé dân khỏe mạnh. Ông bà ở đây nè, độ phù hộ. Sửa chị Nguyên Ngọc cho tiền sửa nhà rồi đó. Nhà cửa này cũng một tay anh Tâm chị Ngọc á, là sửa đây, sang lại. Thật nữa nè. Giúp bà con ở đây sửa sang lại cái nền cũng sạch sẽ rồi. Đó anh Tâm anh thắp luôn đi. Mấy ngày nay á thì dạ. Xu đứng lên khấn luôn đi con, khấn ông luôn đi. Đứng lên chắp tay lại. Khắn đây, khắn không? Cũng cầu nguyện cho chị dân ở đây cũng tai qua nạn khỏi thôi, chứ sức khỏe bây giờ biết làm sao giờ. Chào mọi người, con chào ông bà. Ừ. Hôm nay con có quà cho bạn Diễm không? Dạ có. Đâu quà của con đâu? Ừ. Đợi chút bạn vô mình trao nha. Vô ngồi đi con. Bữa nay bạn rất là dễ thương. Giờ con ngồi đi. Em ngồi xuống cho con khỏe chút đi. Ừ. Bây giờ trước khi á, mẹ Ngọc với ba Tâm tâm sự với cô bác đây thì mẹ Ngọc muốn hỏi con là con có muốn đi học không? Có. Con muốn đi học đúng không? Muốn đi học thì bây giờ là để gửi em hen. Dạ. Ừ. Rồi gửi em cho con đi học. Chị ơi, chị với nhà đây, chị đâu rồi ta? Em dạ. Chị. Cô chị. Chị khỏe hen. Dạ. Dạ. Vô em muốn hỏi thăm chút cho chị, vô dạ. Em mình nói chuyện chút coi. Dạ. Rồi, lọc nó ra đi cho bà con thấy cái mặt. Dạ, đúng rồi. Đi vô đây nè. Cái cửa này ngồi đây nè. Cái này bé là ở đâu chị? Dạ, bé nè, thật nè, thật của hẩm phụ mà sửa nhà với em đó. Dạ, hả? À, dạ, dạ, vậy là em gái chị hả? Dạ, dạ. Đúng rồi, còn đây. Ờ, vậy cảm ơn cô nha. Dạ. Hẩm xuống chị nói là cô cho đừng rượu rưỡi gì á. Phải không chị? Dạ đúng rồi. À, với chị 9,5 triệu là sửa cái nhà nè. Em nói thôi kệ chị. À. Cho nó làm cái nền nặng cho nó sạch sẽ cho em nó hai đứa. Cái tội hả chị? Dạ, dạ. Dạ bây giờ em nói thiệt chị chứ bây giờ trước khi em nói thì em cũng xin phép bà con cô bác gần xa. Dạ. Thì cũng thông cảm cho Tâm Ngọc. Thí dụ Ngọc có nói gì không đúng, sơ sót thì mong quý vị bà con gần xa cũng thông cảm mà hỷ xả cho. Nhưng mà cái này là Tâm Ngọc xuống đây với cả cái tình thương để mà lo cho cái Diễm. Dạ. Hôm bữa, hôm cách nay 2 ngày á. Dạ. Là nghe là ở dưới đây là bé Diễm không được đi học, trời ơi bức dạ. Xúc quá trời luôn. Dạ. Bức xúc quá trời luôn mà nếu mà ở gần là tôi lại liền luôn á. Dạ. Trời ơi sao ở đây mà đang làm giấy chị, đang làm giấy tặng cho gửi thằng này nè, làm giấy xanh cho nó kìa, đầu ở đây ta cũng thấy rồi, tính là làm giấy gửi cho thằng này đi được, nhỏ này đi phải được chị. Ừ mà giờ chứ em hỏi chị vậy, nó đeo như vậy nghi dữ không chịu, nó ẩm tà kêu Diễm ơi Diễm ơi không à chị. Em nghi qua đây coi 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 tấn. Ừ bé gì của con bé này nè. Gì là gì là nè, chú ông bác thôi, không phải gì ruột nữa, nó tắm con đang sốt anh chị. Ừ. Nãy em qua em kêu nó đa con đang sốt. Thôi để bé chút đi, nó đang lo con nó đi Tấn ơi. Đang sốt. Thôi vậy để em. Nãy em kêu nó pha nước Tấn dạ. Nó đang sốt con đang sốt. Thì em xuống đây dạ. Là coi như là nhà của bé Diễm là cũng có chị là cô bác lớn ha. Dạ. Chứ bây giờ thì thôi chị đại diện đi để em nói chuyện. Dạ. Là bây giờ là tụi em xuống đây mục đích chính hôm nay á là xuống là để nói bà con bên Diễm nè. Dạ. Là phải sao giải quyết cho bé đi học. Dạ. Còn bây giờ tiền á là tiền của bà con cô bác cho á, là không phải là cho của một của bé Dân không. Dạ. Là cho bé Diễm nữa, thì bây giờ á, cái tiền đó thì mình thôi cái tình thương bà con dành cho bé Diễm. Dạ. Thì thôi giờ mình cũng dành cho nó đi. Dạ. Nó gửi cho để cho bé đi học đi. Dạ. Chứ trời ơi nghe gì mà sốt ruột, tự nhiên bây giờ hỏi chị chứ giờ tự nhiên kêu nó hy sinh, nó hy sinh á thì vậy cũng đúng. Dạ. Nhưng mà bây giờ mẹ nó không khỏe thì nó dở dang cái cuộc học nó đi. Dạ. Làm vậy thì tội cho nó quá mà sao. Dạ. Mình người lớn mà sao
bây giờ cha mẹ nó bệnh quá trời luôn mà giờ mình cô bác lớn đây thì mình giải quyết cho nó đi chứ. Em nói chị nghe vậy nè, cái tình thương chứ em nói xin lỗi ở đây là em không có chỉ trích ai hết. Dạ. Nhưng mà bây giờ á là cô bác thương cho hoàn cảnh nó, nếu như á là thí dụ nó lo cho cái cuộc sống nó được, nó lo cho cái bản thân nó được thì nó đâu có cầu tới mà bà con cô bác gần xa, đúng không? Dạ. Thì bây giờ á bà con cô bác gần xa góp ý thì cũng mong vợ chồng của bé Dân là nghe theo đi, là cái đó là cái tình thương. Dạ. Là lo cho bé Diễm con mình đây nè. Dạ. Đáng lẽ ra là nó học tới lớp 6 rồi đang chung cho nội em. Ừ. Mà ở với bà nội nó vì bà nội nó cứ lo xanh kéo kéo vậy không được. Chị biết đưa lên nó hả, nó không học mẫu giáo, không có gì hết trơn. Trời, em đúng trưa em chạy ra ngoài chờ đình nó ngoài á. Đem vô học nó chỉ em đi đường này. Em chỉ đường này. Thằng xin cho nó học lớp 1 quá luôn á. Ôi em chứ em hồi đó bà nội còn sống á là gì em là cũng như mẹ chồng. Bả nó thôi giờ gớt mày đi giùm dì Bảy đi chứ dì Bảy biết đường đâu mà đi. Em chở nó đi, hỏi nó cái người ta chỉ em Minh Đức, em nói trời ơi Minh Đức rồi từ nào mà có biết đâu chị. Mà nó cho vô được lớp 1 em nói không biết viết chữ gì hết á, rồi mà vậy mà tự nó học mò mà là anh nghĩ tự nó lên là lên giờ... được lớp 5 mà nó lãnh thưởng á. Mà bây giờ nó giọng giỏi lắm á mà cho nghĩ con tội lắm á. Bên nội con ở đâu? Dạ ở với ấp phủ. Ấp phủ rồi bên nội con có nhìn con không? Dạ không. Không nhìn luôn hả? Dạ. Bữa nghe nói ba nó nhậu hay gì đây thăm cái là đi vậy chị. Không có cho tiền bạc được chứ. Không, cha mẹ nó ngồi cha nó giúp nghèo lắm. Thì không có tiền bạc mà có vợ rồi. Bây giờ về nè. Hai ba đầu con thôi. Dạ. Dạ có vợ khác có con này nữa anh. Thôi bây giờ vậy nè chị. Dạ. Thì em nói là thôi nhân đây là em cũng nhờ trên kênh của Phong Nguyễn. Là hồi trước sao em không có biết. Dạ. Nhưng mà giờ hoàn cảnh mẹ của bé Dân là khổ quá trời rồi. Dạ. Thì bên nội của bé Diễm á thì nếu mà có coi được cái kênh của Phong Nguyễn nè thì tới lui, coi như tới lui một là lo lắng về tinh thần chứ giờ bây giờ mình không có nói về vật chất tại người ta cũng nghèo quá, giờ mình cũng nghèo, cảm nghèo lắm. Thì bây giờ là phải cái đem cái tình yêu thương tới cho nó đi chứ giờ mẹ nó nằm viện nữa nó bơ vơ quá. Em nó kể nhỏ này mấy chị hắn thương nó không hết luôn. Hồi nhỏ xíu mà vuốt tàu chừa giỏi với bà nội nó đó. Sống á. Cha nó với mấy bác chú nó đi hạ đi nhậu về hành hạ nó. Rồi bà nội á, bà phụ á ơi, khổ ghê. Bây giờ nó lớn chắc có thể nó còn nhớ á. Hạnh hạ nhỏ nữa. Trời đánh con dữ lắm hả? Trời đất. Bây giờ ơi. Nó chị hỏi cái nó còn biết á thương đánh á. Nó dữ lắm kìa. Trời đứt ruột không? Trời ơi con ơi. Phải hôm bữa mà nó nói sợ mẹ nó mất á, giờ bây giờ không có biết là ở với ai đó chị. Trời nghe đứt ruột cái gì nãy mà. Nên bây giờ là ý con thí dụ như á, thí dụ như mẹ con nhắn số thì mong ước của con muốn ở với ai? Dạ con ở với dì Hai Nghi để đi. Dì Hai Nghi đi học đúng không? Thì bây giờ á giờ thôi sẵn vậy em nói với chị luôn. Dạ. Rồi em nói với chị trước rồi chị bàn với bé Nghi đi lát kết thúc luôn hen. Dạ. Tại tụi em không có thời gian đi tới đi lui tại nghe mấy Diễm vậy trời em sốc quá trời luôn á. Thấy thương lắm. Trời ơi. Sao đem mà bỏ nhỏ vậy? Đem lên rồi nãy nó học được lớp 6 rồi đó chị. Mà bây giờ vậy nè, em nói á là thôi bây giờ thí dụ gửi thằng bé này đi nhà trẻ. Nhà trẻ đi. Không phải. Thay như gửi nhà bé đi nhà trẻ thì thay như bé Nghi giữ luôn đi. Rồi cái tiền nhà không trẻ. Không có được, nó khóc dữ lắm, con Nghi giữ không có nổi. Với con Nghi có đứa con nó trời khó trần thân luôn nữa. Hai đứa. Thì vậy là bé Nghi đưa đón đúng không? Dạ. Gửi nhà trẻ cho con của Nghi luôn, cậu cũng chung trường luôn. Thì con Nghi nó rước đưa. Còn nó nhà trời cơm nước em nói con Nghi nhà nó lu bu vậy không đúng có rảnh thời gian đâu mà nó mà. Vô đây cưng, vô đây cưng. Con nó đang sốt. Nhỏ khó lắm. Trời ơi nhà, khổ. Làm giấy về giờ trước mắt là cho nó ở nhà cho bé rồi đi học để trễ rồi. Rồi làm giấy tờ làm sao cho đợi làm giấy để trễ. Làm giấy chơi xanh hay gì đó anh. Đi xanh đừng cho gửi. Bây giờ đem vô tao không chờ đợi lâu lắm. Gửi. Không được. Thứ hai cho nó đi học đi. Rồi nhà tạm giữ đỡ về bữa. Lấy mai xanh xanh nha, tao làm rồi chứ đâu giờ là chưa. Bị gì đẻ đâu ở trên Đồng Nai gì đó. Vậy vậy giờ người ta đòi giấy xanh Đồng Nai hả Nghi? Người ta cũng đang lo chạy trời giấy á. Không bây giờ chờ là lâu lắm á, nó mất học luôn á. Bây giờ nó lại bệnh viện chỗ bé này xanh nè. Đúng rồi. Xong rồi kêu người ta lục ra cái giấy đó, xong người ta sẽ photo cho chị à. Vô đây ngồi. Thì đó đâu đâu đẻ đâu trên Đồng Nai á, cưng phải đẻ đây hả? Đi dẫn em vô đây đi lấy bánh cho nó không ấy con. Mẹ nó sanh bệnh viện đi con đi vô đây lấy bánh nè đi vô đây bà cho bánh nè con thì đó đó thì giờ người ta đầu đi vô đây ngồi đi cưng đi cho
đâu cần làm gì đâu. À, thì làm giấy nó kêu mình làm giấy vậy thôi. Không ai đâu lên tới mình vương mình hứa mình kiếm giấy đâu. Đây đây. Đi hai vô đây này thì cho Diễm đi học về. Ừ, đúng rồi đi em vô đây nói chuyện đi. Thôi thôi được được rồi chạy thì được rồi con. Đó. Nè. Chắc con, là giữ chưa có giấy à chắc nó, là vì hai nó cũng cực nữa rồi đó. Cực với thằng bé đó thì nữa. Thì bây giờ là em nói nó rồi con nhỏ này một chút xíu thì không được mà. Dạ. Cưng đi. Bây giờ là tại vì chị thấy là bé Dân nó đi từ tối nay thì em cũng cực khổ với lại gia đình bé Dân quá trời rồi. Thì chị tính là thí dụ thay như giờ đi gửi nhà trẻ bao nhiêu tiền thì em ở nhà em sẵn em giữ bé. Rồi em giữ. Em không có nói rồi nhưng mà nếu mà giữ được là em giữ rồi tại vì con em nó cũng còn nhỏ thì nói chung là em cũng còn gia đình chồng này kia nữa. Như em nếu mà là chị ruột hay là em ruột của Dân thì nó rất là dễ. Còn này nói chung ra là chỉ là bà con thôi. Tụi em còn có chồng nữa, rất là khó lòng, không có giữ được. Tại vì hồi đó chồng em nói là không có cho gửi con. Em nhà giữ con, mà em nói thôi cho gửi đi, đặng kiếm sở đi làm. Tại vì nhà cũng khó khăn. Mà bây giờ nếu mà đem con em đi gửi rồi, mà giờ em lại giữ thằng này, chồng nó chửi nữa. Sao mà giữ được? Thì cũng đã tính rồi đó, đúng không? Dạ, bởi vậy em nói khổ tâm dữ lắm. Không phải mà muốn giữ cho nó đi học, thấy nó ở nhà là cũng xót xa lắm. Nhưng mà tại vì giờ mỗi nhà ai cũng có một cái hoàn cảnh hết đó, nhà em cũng khó khăn rồi. Nếu mà giờ em gửi con em rồi mà em lại giữ thằng bé này thì bên chồng người ta nói làm sao mà chịu nổi. Thì thôi bây giờ nếu vậy á, nếu vậy á đã tính là thứ hai này là sẽ cho Diễm đi học. Ừ. Còn thằng nhỏ là em nói là để ra trường xin cho bà hiệu trưởng mới cho đi học trước đi rồi giấy tờ bổ sung sao. À cũng có điện ủy ban rồi này kia hết rồi là giấy tờ thì thứ hai là sẽ đi làm. Còn thằng nhỏ thì giờ á giá nào cũng thứ hai xin cô, giờ cô nhận nó trước đi rồi á giấy tờ em bổ sung sau. Ờ đúng rồi đó. À, dạ thì cũng có điện cho mấy thầy cô ngoài rồi đó thì nó thứ hai để ẩm nó ra. Trời ơi chị nghe bữa chị nghe chị dạ. Chị bức xúc quá trời luôn, nói giờ tội nghiệp nó quá trời hoàn cảnh giờ. Nói thiệt với chị bữa em nghe bé gì nè, con dạ, tên gì? Tên Nghi. Nghi bé Nghi nói gì giờ cha mẹ nó quyết định. Trời ơi, đã nếu cha mẹ nó quyết định được á, thì nó đâu nhờ tới cộng đồng mạng, đúng không? Đâu nhờ bà con gần xa. Đó, nên bây giờ thôi, giờ chị ở đây, chị lớn nè, với lại bé Nghi là còn giống như là mình còn tỉnh táo đó. Trong cuộc sống mình lo toan vừa chứ được thì góp ý với nó. Chứ còn bây giờ nghe nói là nó sẵn sàng không mà rồi cái tình thương giờ bởi vậy, giờ nhân đây thôi nói với lại dượng của bé Diễm luôn. Thì thí dụ mình đã thương nó rồi thì bây giờ sao mình không thương hơn chút xíu nữa đi cưng, nó thương hơn chút xíu nữa đi để cho bé Diễm á, nó trọn được cái tình thương chứ nó thiếu cái thâm tình, nó thiếu tình thương cha rồi, nó thiếu tình thương bên nội quá trời luôn. Giờ về ở với cưng mà, không ừ. Vậy em về hỏi con Nghi đó, em chạy em chở nó đi ra ngoài xin giấy kiếm trường cho nó vô học. Dạ nghĩa là vậy nè, giờ mẹ Ngọc nói vậy nè, là dì Nghi là hứa thứ hai cho con đi học rồi đúng không? Dạ. Thì ngày mai là dì Nhi chở con đi mua cặp sách gì đó đúng không Nghi? Ngày mai ừ đó là tiền của hổm mẹ Ngọc cho tiền là mua đủ không? Dạ, đủ. Ừ mẹ Ngọc cho tiền mua là đủ rồi thì đi học đi, rồi là em á thì con cứ yên tâm là có dì Nghi nè với lại nghe kêu bà phải không? Dạ. Có bà lo rồi chiều con về con chăm em, rồi con nhớ nè đi học là phải ngoan học cho giỏi nghe không, rồi có chuyện gì là cứ liên hệ với chú Phong đi, rồi có gì là thông qua ba Tâm với mẹ Ngọc, có gì mẹ Ngọc xin hỗ trợ cho con nghe không. Ừ, nhớ ngoan nha chứ còn đừng có mà nghỉ học chị. Vậy là giờ là chị với bác Nghi hứa là tụi em mừng rồi như chắc nha chị ha. Cũng như vậy đi Nghi, bác Út nói vậy con chịu không? Cô cũng có chuyện nhận hay không? Không, bé Nghi nó nói nãy giờ cũng đúng rồi, để từ từ ngày mai nó đi hỏi. Không, không, bây giờ nếu mà bây giờ vậy thì em có biết ngoài trường đó không? Chị ra chị xin luôn cho. Dạ, ừ, vậy thôi để chị ra chị xin. Không phải, sao mà không gửi trường này đại cái Nghi? Đâu có được, nó mới có 2 tuổi còn phải mãi, ta mới có cơ sở ta giữ chứ trên này nó giữ không nên bự. Không, bây giờ nếu vậy á thì em chở để chị đi ra ngoài trường đó chị xin luôn bên ban hiệu trưởng. Chứ còn em nói không chắc chắn là chị đi về chị cũng không xin số điện thoại. Hay chị em nó đi luôn, ra ngoài không gặp là xin số điện thoại nói chuyện. Thôi giờ mình đi điện luôn. Bây giờ mình chở ngay chỗ trường điểm á Nghi.
Rồi ra ngoài nếu mà không có mình xin số điện thoại mình nói chuyện với người ta. Em cho chị xin số điện thoại đi. Chị xin cho em nè, em nói chị nghe nè. Bây giờ trong em á là chị biết mấy đứa chưa? Bốn đứa cháu nội. Bà phải mà đứa đi học rồi phải có đứa người rồi giữ, phải mà không có thì em cho nó khóc một ngày hả chị? Đúng rồi. Một ngày mà nó khóc thấy ông nội nó rồi nó cũng phải bắt buộc phải chịu quen, à. Đúng rồi. Mà em hỏi chị giờ á, đứa của cháu em học lớp M lớp 1 ở ngoài này. Vậy cũng đứa 2 tuổi thì đâu ai mà giữ, em cũng gửi. Em cũng gửi vậy em chạy về rước đưa vậy á, phải có ai giữ cháu của em á. Là em giữ thằng này cho một ngày, nó mất một ngày mà không ngày thứ hai nữa. Em hiểu rồi, được rồi nè con nghe mẹ nhầm khẩu nè. Bây giờ con phải nói thiệt nha, cha dưỡng có cưng con không, có thương không? Dạ có. Thương, có khi nào bị đòn không? Dạ không. Đó thì cha thương vậy thì con ráng con ngoan nghe không? Thôi vậy cũng mừng đó, cũng mừng. Nhưng mặt lúc nào cũng buồn buồn, tự nhiên. Nó buồn quá, nhỏ nó nít nó. Không không, chị em cho chị nói chuyện với anh đó chứ. Hỏi chị trời, nói tới mẹ nó thương nhớ ai mà không thương nhớ. Cưng cưng. Em cho chị nói chuyện đi dễ hơn cưng. Dạ dạ, nam thầy chỉ muốn chuyện thầy à. Dạ. Dạ, em chào thầy ơi. Dạ, em nghe là gì của bé Diễm nói là thầy bên hiệu trưởng bên lãnh đạo nhà trường ở đây hả anh thầy? À không phải em, thầy là Mạnh Thường Quân giúp đỡ, thường thấy nó bình thường thôi chứ không. Thầy là cái người đăng Facebook của hoàn cảnh của Diễm á, người đăng đầu tiên á, thầy đăng đó, Facebook thầy đăng. Dạ, giống như là chị, thầy của Diễm thôi, thầy của chúng mình là dạ, chỗ mình là đạo của trường, nhưng mà tại vì chỗ của thầy là có thể xin được, nhưng mà bên đó ngày sáng thầy có liên hệ vô xã sẽ làm giấy cho con vệ cho em của con Diễm. Dạ em hiểu rồi, em hiểu rồi thì thôi bây giờ làm giấy cho em nghĩ mình nó không em. Bây giờ thầy nói tóm gọn là vậy. Dạ. Bây giờ là cái phần đó là sáng thứ hai này ủy ban sẽ vô xác nhận sẽ làm giấy cho con mẹ đó, con mẹ đó đó. Dạ. Ủy ban là nãy thầy có điện, thầy có điện ủy ban rồi, nãy mới điện hồi sáng vừa điện xong á. Dạ. Ủy ban sẽ tạo mọi điều kiện nhất cho con Diễm làm giấy. Bây giờ ủy ban người ta vô người ta xác minh là có người đứng ra khai và trưởng ấp để ký nhận là con bé nó đúng là con của gia đình đó, là con của con Vân là được, đã sanh và phải có bà ngoại xác nhận còn được, bà ngoại xác nhận cũng được, ai giờ bà ngoại giờ mới giận móc xác nhận được, thì bây giờ chỉ có gia đình thôi chỗ gì đó, con bé này đang cầm điện thoại của nó nè, ngày mai nó khai cũng được, ngày mai xã sẽ nó ra ngày mai nó ra một ủy ban á, nó gặp cái thằng bên tư pháp á, nãy thầy có điện chỗ một tư pháp rồi. Dạ. Ngày mai nó gặp tư pháp, tư pháp sẽ làm giấy cho nó cái giấy khai sinh trong ngày nay, trong 1-2 ngày là có liền rồi. Dạ. Nó gửi ra, bởi vì con mẫu giáo không có thể nhận một người dưới 2 tuổi mà không có cơ sở pháp lý, con mẫu giáo không dám nhận đâu. Dạ anh. Dạ. Con hiệu trưởng con không nhận đâu, bắt đầu thứ hai thì sẽ làm giấy khai sinh cho nó, thì sẽ có giấy khai sinh và sẽ đưa nó đi học liền. Dạ. Nghe vậy thì tâm sự nhờ thầy giúp đỡ giùm nha thầy. Dạ. Ý của thầy nói gọn là bị hồi sáng là thầy có điện thoại, hồi sáng là rồi hôm qua là thầy có hỏi cái vụ đó rồi, thầy có hỏi bây giờ người hiệu trưởng không có hiệu trưởng nào mà dám nhận một đứa trẻ, ví dụ đứa này nó thật sự nó không có cơ, nó không đủ 2 tuổi sao tôi dám nhận. Dạ em hiểu rồi, nhưng mà mình em hiểu rồi, nhưng mà điều thầy biết sao, bình thường thì mình không nói gì, nhưng mà cái này người thầy nói thì đúng cái lực, nhưng mà được cũng đúng lý, nhưng mà xét về cái tình, tại vì em muốn xin á, năn nỉ, tại vì cái hoàn cảnh quá không, khó khăn luôn. Không có năn nỉ được, thầy đã làm năn nỉ, thầy đã năn nỉ được rồi. Dạ. Năn nỉ ví dụ sao gia đình tôi làm khó thì sao, ngay ví dụ ngay cả bây giờ vấn đề của con bé này đi, nếu bà ngoại hoặc gia đình ra mà không có đứng làm giấy cũng ai dám làm giấy, bị thực sự con nhỏ nó phải, con bé nó phải con của dân hay không? Dạ. Không phải giờ ý em nói vậy coi tại vì em không có hiểu biết, em không bằng thầy, ý em hỏi vậy coi đúng không thầy? Ví dụ bây giờ kêu dì Nghi nó làm cái đơn rồi ra ngoài bên xã xác nhận, rồi người ta xác nhận về xã mới đưa cho trưởng ấp và bí thư chi bộ chịu trách nhiệm, nghĩa là người ở gần nhà đó. Dạ, dạ. Chịu trách nhiệm là xác nhận cái con thằng bé đó là con của con dân. Dạ em hiểu rồi, đúng em hiểu. Vào năm 2000. Dạ. Trên đúng 2000 thì xã này sao, xã sẽ làm giấy khai sinh cho nó cấp tốc.
đóng một ngày hai ngày là có liền. Có liền. Nó sách giấy khai sinh nó qua nó nộp cho cô hiệu trưởng mới dám nhận. Không có hiệu trưởng nào mà nhận đứa trẻ vô mà không có khai sinh gì hết. Thầy đã hết cách rồi. Chỉ còn cách đó thôi, đến nồi sáng này ta vô đi xong á. Em hiểu rồi thầy. Em tính xin thầy, có thể thầy cho em xin số điện thoại cái thầy đó được không thầy? Cái số điện thoại của người tư pháp hay là số hiệu trưởng của mẫu giáo? Dạ tư pháp cũng được mà cái thầy mẫu giáo cũng được nữa, tại vì em ở xa. À, tư pháp không? Dạ. Dạ. À, dạ. Là em ở xa, em là ai cô Diễm? Dạ em là Mạnh Thường Quân thôi, em ở xa em cũng giống như thầy vậy đó. Được. Để có gì đó. Thầy sẽ cho em hai cái số điện thoại. Dạ. Một số điện thoại của thằng tư pháp. Dạ. Một số điện thoại của hiệu trưởng. Dạ. Cho em hai số điện thoại để em nắm cho nó rõ. Dạ dạ. Em cần gặp thầy hay không? Thầy đang chuẩn bị chạy vô trong đó, trong tiệm thầy đang có cơ sở gần trong đó. Dạ vậy thôi thầy vô đi rồi thầy trò mình nói chuyện dễ hơn hả thầy? Rồi. Em cảm ơn thầy nhiều nha. Dạ. Học trước cái đã. Thí dụ gần đây có ai giữ trẻ giùm không, giữ nó giùm vài hôm cho nó đi học. Chứ để lâu quá, nay mình nhập học đây cả tuần rồi đúng không? Dạ 2 tuần rồi, nếu mà lâu quá thì nó vô nó căn bản nó không nắp được, không chạy theo kịp tội nghiệp nó. Thì em cũng tính thứ hai. Nó đi học thì ẩm nhỏ ra năn nỉ cô giáo người ta giữ đi, mốt giấy tờ nộp sau mà không biết vấn đề là không phải. Chịu bây giờ là sợ, tại vì mình ở đây bà con thì biết, còn ở ngoài người ta lạ sợ người ta không nhận. Dạ. Thì thí dụ đây vòng đây có bà con nào đó giữ đi rồi chị gửi tiền cho. Chứ còn giờ thấy thương quá, giờ bỏ nữa kéo dài thời gian là chết luôn á. Ờ nhân cưng nè, đi vô con có quà nè. Quà nha nè, con nói đàng hoàng nói lớn lên. Em cho chị chút quà, chị đi học em mua nước uống để làm cháu ngoan Bác Hồ. Chị cố gắng lên, chị cố gắng lên. Đứng lên nè con, đau sữa cho chị luôn, đau sữa cho chị uống luôn. Sữa này sữa, con 5 tuổi là con em uống gì cũng được hết á. Của cô Hương ở Linh Xuân á gửi cho tụi con nha. Đây, con pha với nước sôi ở trong đây á, người ta có hướng dẫn sử dụng á, rồi con pha nha. Con có muốn nói gì với bé Linh không con? Chị cảm ơn em. Đó, bánh đó, mẹ Ngọc mua bánh luôn cho con. Chị cảm ơn em. Chắc ở trong nhà bé đó. Đó. Con muốn nói gì với chị nè, con nói đi. Con cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã cho chị. Con cảm ơn các Thượng Quân giúp cho chị để chị đi học học giỏi cháu ngoan Bác Hồ, để chị không em chị cố gắng học đi. Em thương chị lắm, em chị một lần nữa. Con cố gắng học nha. Dạ. Thứ hai là đi học thì cố gắng học đi con. Dạ. Rồi giờ ba mẹ đi hết rồi, có mình con chăm em hả? Dạ. Cố gắng lên. Con nhỏ mà con ngoan quá, ai cũng thương con hết á, biết không? Sợ lắm á chị. Nhìn con là biết rồi. Các Mạnh Thường Quân thương con nhiều lắm. Con cái này con cũng uống được luôn á nha bé. Chút. Con pha con uống luôn á, uống cho nó bổ. Con đừng có cho em ăn một lúc nhiều quá, nó sẽ bị đau bụng. Nào em đi con. Mua quần áo, mua đồ cho con. Nghi ơi, bé Nghi với chị vô nè, để em nhận chút nè. Anh vô đây anh đứng đó đi, anh đứng lên không? Đây nè, bây giờ á là hổm đài. Con ngồi xuống đi, hổm đài là trước hết nè, đem thêm mấy cái đổ nè, mấy cái thao nè hen. Với lại đem thêm cái nồi cơm điện nè, để con đổ cái nồi cơm điện cũ, nghe không? Đó, là nồi cơm điện nè, để con đổ cái nồi cơm điện đi, xài cho nấy nè. Đó, kim cương đàng hoàng nha. Đó, kim cương đàng hoàng nha, tại vì không có lấy cái ấy thôi, không có lấy cái thùng. Đó, rồi thao chạc nào đó hen, đem xuống cho con, rồi đây nè. Hổm đài nè, trời ơi nghe mà đứt ruột đứt gan luôn à. Trời ơi, tiền hỏi con chứ, hỏi bà con chứ.
bị lớn vậy mà sống cho người khác không hà. Người ta cho tiền á mà không mua quần áo để cho mẹ trị bệnh. Bây giờ mẹ Ngọc không có biết mua đồ, mua đại mấy bộ này cho con mặc ở nhà cho mát với mỏng, giặt cho mau khô mùa mưa này nè, nghe không? Đó, mua mặc ở nhà đi, đó. Được không? Vừa ý không? Đó. Dạ chào anh. Dạ ngồi đấy. Đó nè, 31 nha. Rồi á, đây nè, đây là quà tinh thần luôn. Tại vì biết sao không? Anh biết sao không? Thương dữ lắm, bị lớn mà sống hy sinh cho người khác không hà. Mấy bà con nước ngoài cho tiền hiên là đưa cho mẹ hết, mua quần mua áo cũng không mua. Nên em thấy vậy thôi là nè, mua cho nó bông, mua cho nó bông ngang. Cái này là hết đưa cho mẹ được rồi, đúng không? Ờ đây nè, chị chỉ là nghi chị kỹ nè, cái này em gỡ ra em đeo cho nó, cái em ấy cái đầu em bóp hai hôm nay lại để thôi em nó giật á, em nó giật rái để lát chị nghi đeo cho nghe không nè, thôi con cầm đi. Chắc na chắc cũng bớt luôn. Ừ em câu đi, không ấy thì em ấy lại cho nó nha nè, không có mắc gì nhưng mà cái này cái tình thương nè, tình thương của mẹ lắm. Nghe không? Dạ. Chứ giờ đeo vô luôn đi chị, lỗ tai đâu đeo rồi, để rồi để con nghi đi bấm cho nó nè. Bây giờ con trao con gửi cho dì Nghi đi chứ rớt mắt à. Em nhớ mở là bấm lại nhân cưng đó, chứ giờ hỏi chứ đi lớn mà hy sinh cho người khác không à. Hai đầu mới nè nha. Ờ, mẹ đi thầy cưng quá, cưng quá, ngoan nha con. Ở đây là phải nghe lời dì Nghi nghe không? Ừ, ngoan đó là mới cưng á nha. Trời ơi quá trời thương thầy, khổ quá trời khổ. Hồi trưa nó mới học mẫu giáo vô lớp 1 là em đã hướng dẫn nó rồi, nó thấy hoàn cảnh nó rất là khó ở với ông ngoại nó là nó khó khăn lắm. Rồi thương lắm rồi, hôm đó tự nhiên cái nghe mẹ nó bệnh nữa, trời ơi tôi nói thương chết, cái chạy vô mới viết bài. Viết bài mà đăng xăng mình cũng đâu có chuyên nghiệp đâu, thấy xúc động mình viết vậy chứ đâu có chuyên nghiệp. Em cũng mới nghe bác Nghi là kể thầy cũng giúp đỡ mẹ con mấy dân nè. Dạ. Thôi trước hết cũng cảm ơn thầy hiên, rồi sau này cũng nhờ tâm sự cũng nhờ thầy giúp đỡ. Dạ. Thì giờ nãy em có trao đổi với lại bác Nghi là thứ hai này là cho bé Diễm nó đi học. Dạ. Dạ. Thì thầy ngoại là thầy chủ nhiệm của bé Diễm ha, là thầy em là dạy bộ môn. Dạ, dạy bộ môn. Môn mỹ thuật mà. Dạ. Tại vì mấy chương trình từ thiện thì em cũng hay làm. Dạ. Em hay làm ở cấp xã, làm gì không thấy hoàn cảnh. Dạ. Là khó khăn thì em làm thôi. Con bé này nó. Dạ. Học trò thì. Dạ. Làm cho nó thì thấy mẹ nó bệnh vô, mẹ nó cũng là ngày xưa cũng là học trò luôn. Yeah. Mẹ cũng dân ngày xưa là học trò luôn. Yeah. Má hồi xưa nó sống với ba nó cũng khổ lắm, ba nó cũng khổ thì còn rồi dép nó rồi khổ xong rồi tới nó thấy nó khổ còn chết, nó không đi học mẫu giáo gì chứ, đưa đi học lớp 1 luôn vậy đó. Con có dép mới chưa? Nghi ơi có mua dép mới cho em chưa? Nghi có rồi hả? Có dép mới rồi. Hồi sáng này là hôm qua em có nghe nói rồi, em mới hôm nay liên hệ lại các ban ngành của xã An Trung cũng nhiệt tình giúp đỡ lắm. Yeah. Mà bây giờ là hồi sáng em điện trực tiếp chỗ ban tư pháp xã. Yeah. Nay ngày nghỉ thì em hỏi bây giờ điện cái quy trình làm nó làm sao để cho khai sinh cho cái thằng bé đó cho nó nhanh. Quy trình nhất đó, nó bây giờ cái quy trình là phải có người nhà khai, người nhà khai. Em nói bây giờ thôi kêu ba thằng bé đó về khai đi. Xã mới nói giờ ba thằng bé đó thì cũng không có chứng minh được, chỉ có mẹ nó thôi. Yeah. Mẹ nó không có mẹ nó thì có bà ngoại đó. Nó mà bà ngoại nó thì không nghe nói gì đó, không có thể gặp. Ông ngoại không, giận hả? Giận. Ông ngoại đâu rồi? Ngoại đâu, hỏi gia đình. Ông ngoại đâu nữa? Ở ngoài Vũng Tàu á con Ngọc. Ừ. Thôi giờ có bé Nghi được không? Bây giờ anh? Giờ nói bé, em mới nói bây giờ làm bây giờ ngày mai la gặp ở xã đó. Dạ. Người gia đình khai ở xã, khai ở xã là con thật sự thằng bé đó là con của ông dân. Sau đó mới được bên ấp này mới xác nhận, bên ấp bị ấp người địa phương người ta mới xác nhận. Yeah. Xác nhận sau đó xã người ta sẽ tiến hành làm với cái xong rồi cho thằng bé đó. Yeah. Bởi bây giờ nếu mà đưa mẫu giáo thì đâu có nhập được. Em hiểu rồi. Nhập trường được. Thì bây giờ thôi, bây giờ tụi em mình. Vợ chồng em với mấy chị em ở đây là cũng ở tuốt Bình Dương lận. Dạ, tụi em dạ. Đi hồi kia tới giờ. Dạ. Bữa nghe là bé Diễm là 2 tuần rồi không được nhập học, bức xúc quá. Dạ. Trời luôn. Trời ơi em ra vô xuống. Ngày 1 luôn á. Dạ. Bây giờ làm sao cho nhỏ nó đi học chứ không để rồi. Nó nhà được. Dạ. Thì bây giờ thôi tụi em xuống thì hên là cũng gặp anh. Dạ, dạ, anh dạ. Ở đây là cũng anh em mình cũng cùng chung một tấm lòng. Dạ, dạ, thì thôi dạ. Bây giờ em xuống đây á, thì cái cốt lõi chính á, là muốn sao cho bé Diễm được nhập học.
thì xuống đây là tụi em cũng hên là gặp anh. Thôi bây giờ là tâm sự ở đây nhờ anh, chứ tụi em ở xa xôi là điện thoại qua điện thoại. Dạ dạ. Đó, vậy là bây giờ anh nhớ anh giúp đỡ giùm cho dạ, cháu nó hiên. Dạ dạ dạ. Vậy dạ, là dạ. Thôi vậy là mình cũng yên tâm rồi, thông dạ, báo dạ, cho bà con biết là thôi bé Diễm cũng được cái anh ở đây là trước là thầy giáo, sau cũng ảnh làm thiện nguyện thì ảnh hứa sẽ giúp đỡ. Thì thôi cũng bà con cũng yên tâm, khỏi có phải lo lắng. Chứ trời ơi, nghe ai cũng xuống sang hết anh, chịu không nổi luôn á. Nó mà bên giáo viên chủ nhiệm rồi cũng mới vô cách đây 2 ngày. Vô rồi hỏi sao vậy, nói thằng bé đó, nói giờ thằng bé nào không đưa nó đi học thôi chứ không có để nó nhà được. Anh cho em hỏi vậy nè, thì ngày mai là em, ý ngày mai là chủ nhật. Dạ. Rồi ngày mốt á, là bây giờ mới Diễm là ra ngoài trường. Rồi có gì là dạ, 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 nhờ thầy điện, điện dạ, thầy gửi dạ, gắm giùm dạ, nha. Dạ, dạ. Ở ban kia hết trả lời chứ dạ, Diệu Hương dạ, đã nắm rồi, dạ, nắm tinh thần rồi. Thì cái thằng nhỏ thì phải đợi dạy, nhưng mà em nhờ là bé Nghi là gửi cho hàng xóm giữ giùm cho bé Diễm thứ hai ra trường đi. Chứ dạ, em dạ, sợ trễ quá thì nó không có nắm dạ, theo căn bản, theo kịp bạn nó, cái dạ, tội nghiệp nó chứ không gì hết á. Dạ. Bây giờ thầy cũng vô đây ngồi thầy cũng biết ra cô đó là con của Diễm rồi. Dạ không, em biết vậy chứ không có cơ sở pháp lý nào để em khẳng định được. Không, không phải. Dạ. Không, em chỉ biết vậy thôi. Nãy dạ, giờ chính quyền địa phương mấy là người đủ xác nhận chứ dạ, là em là chỉ người biết thôi. Ngay cả dạ, mà ba nó là người con khai hồi sáng em hỏi chứ bây giờ ba nó khai được không? Nó ba nó nhóc ba thì tự nhiên có ông mà sớm nhảy vô xin ba nó khai đâu được, phải có mẹ nó khai được chính xác. Chứ là ba không thương em thì thương, nhưng mà con phải thương bản thân con nữa nha. Chứ nó tối hoài sao chịu nổi đó, em nó chơi đó. Đó thì chị biết rồi, chị vô chị thấy là thương chết luôn. Đúng rồi. Thì là xúc động xíu vậy, nửa đêm hôm dạ, thức dậy nó không. Dạ. Trời ơi, nước ruột chán. Mà bây giờ em hỏi anh nè, bữa nói tại bé Nghi nói em nghe bức xúc quá trời luôn. Dạ. Bây giờ nói vậy nè, bây giờ là để cha mẹ nó quyết định. Mà em hỏi anh, nếu cha mẹ nó quyết định được cuộc đời của nó thì nó đâu cần cộng đồng mạng, đúng không? Dạ. Đâu có cần tới mình. Dạ dạ. Thì bây giờ thí dụ bà con đây là cũng bà con ruột rà với nó không hè. Dạ. Thì thí dụ ở góp ý với nó, cái nào tốt thì nó phải ghi nhận tại người ta, cốt lõi anh em mình. Dạ. Rồi cô bác ở chòm xóm đây là giúp cho con nó với lại nó là tốt không hè. Dạ. Chứ không ai cũng thương hết trơn á. Dạ. Đó. Dạ. Ừ. Rồi rồi sẵn đây là em nói luôn, anh ở đây là thầy giáo với lại anh cũng dân địa phương đây. Dạ, dạ. Để anh cũng nắm rõ là Phong Nguyễn. Dạ. Có lên ghi hình là cũng kêu gọi bà con gần xa. Dạ. Là giúp được chắc cũng trăm mấy, trăm dạ, tư ha Phong Nguyễn ha. Dạ, dạ. Nhưng mà là tổng cộng là được nhiêu, trăm mấy? Khoảng trăm tư mà giữ trên 60. Trăm tư, trăm tư dạ, nhưng mà dạ, chồng của bé Dân là giữ 60 rồi. Dạ, còn lần này là tại vì á là anh biết không, ở đây là em nói thiệt, em nói là bà con cô bác chắc là đồng tình với em, là giống như bà con cô bác gần xa là thương bé Dân là một, thương bé Diễm tới 10. Dạ dạ. Đó dạ, nên dạ, cái mục đích là gửi tiền cho là không phải là cho riêng một mình bé Dân. Dạ. Nên ý là giống như là em nói là bây giờ nhỏ mới lớn vậy mà gánh nặng sao đè lên vai nhỏ nhỏ xíu vậy anh, chịu sao nổi đó. Rồi nên em ý em nói là bây giờ thí dụ tiền trị bệnh của bé Dân dạ, bao nhiêu là bao nhiêu, còn bao nhiêu á thì giữ lại cho bé Diễm là dạ, bé Diễm xứng đáng được hưởng. Dạ. Cái tiền là bà con từ xa nước ngoài trong nước gì đó gửi cho dạ, là mẹ con bé Diễm là mẹ con nó được xứng đáng hưởng, chứ ngoài ra là không có ai được mà dòm ngó số tiền đó. Dạ, là cứ yên tâm là dạ, Phong dạ, nó giữ đây dạ, là dạ, sau này là dạ, để cho là bé Diễm dạ, nó dạ, em nói rõ ràng vậy chứ để nhiều khi nhiều người không hiểu cái nói ừ cho tiền bé Dân không thì dạ, lúc rồi cái nó trị bệnh hết thì cái số tiền còn dư lại thì cái bắt đầu nhiều khi chồng con nó không hiểu là cha dưỡng đó dạ, không hiểu rồi ừ tiền này là tiền của vợ tôi muốn làm gì làm thì tội nghiệp cho bé Diễm dạ, dạ. Em nói đây là không có quyền lợi gì cho em hết á dạ, nhưng mà tại vì em thấy bé Diễm nhỏ quá đi nó không biết gì dạ, với là nó hiếu thảo quá trời luôn á dạ, trời dạ. Đó là rồi, em muốn là giống như nó đã sống cho cha với mẹ là cho em hy sinh cho cha mẹ em không à dạ, chứ nó đâu cho bản thân nó gì vậy dạ, nó nên em nói đây là để cái quyền lợi của nó sau này nó có. Dạ, dạ. Để nhiều người không có nghĩ sao mà nhiều khi em nói
em là còn giữ mấy triệu đây em nói bây giờ nếu gia đình không cho là em sẽ giữ cái nhỏ này luôn chứ dạ. Em đó là người thay để mua cho nó để mua dụng cụ học tập chứ dạ. Không phải là cho tiền trị bệnh là đã dạ, cho đúng rồi. Rồi, đúng rồi em còn đây là 45 triệu đây em đó là dạ. Phải con bé này phải đi học dạ, em mới mua rồi. Được chứ mà là không không đưa dạ. Là em muốn đưa em nói cái tiền này người ta đã cho trị bệnh chứ con bé là đi học chứ dạ. Em nói rất là rõ ràng dạ. Em nói là tiền này là em cho em giữ em vận động được mấy triệu em giao cho bé Dân rồi xong em mới nói là cái số tiền còn lại là em giữ cho nhỏ này đi học dạ. Chứ em không thể giao tiếp em nói hôm qua em kia gia đình dạ, nói rõ là con bé này không đi học em không thể đưa số tiền đó được em giữ lại dạ. Ví dụ giờ bà con tin tưởng gửi gắm cái tình thương yêu của bé Diễm cho anh thì anh dạ. Phải trao cho đúng cái mục đích dạ, chứ dạ. Còn để đưa người khác nhiều khi mục đích bà con trao cho bé Diễm thương bé Diễm mà người khác dạ. Sao được dạ, đâu dạ, được dạ. Nó hy vọng là chỗ dạ. Chị chỗ anh Phong Nguyễn là gì đó là em thấy là phải giữ lại số tiền cho con bé này dạ, để sau này ví dụ như nó còn tương lai của nó dạ. Có nhiều vấn đề bị chị biết hoàn cảnh nó khó khăn lắm dạ. Nó bây giờ em thấy là thương nó từ hồi nó còn hồi lớp một con người ta đã đi học mẫu giáo nó học qua hậu giáo gì tự nhiên sách lên bệnh nội về sách nhảy vô liền mà ừ. Hồi xưa nó ở đây á, là nó ba ông ngoại thì xỉn tới ngày ẩm nó vô tới trường nó té ông té lịch bịch lắm em thân trời mà nó không có biết gì á. Học mẫu giáo không cầm được cái viết thì không có cái gì nữa sao học yeah. Nó học gì vô ngồi nó không biết gì mà ngồi hình như nửa năm á cô giáo chủ nhiệm rất là cực huấn luyện nó nửa năm nó mới biết được mà hiện ra là học giỏi luôn không. Nó có tư chất rất thông minh Diễm ơi. Rồi lớp 4 nó học giỏi luôn mày, bây giờ mẹ Ngọc nói con vậy nè bây giờ ba mẹ ở xa lắm có gì là cứ điện thoại rồi hai nữa là bây giờ cứ này nè thầy một là thầy là có cái việc gì cần thiết trong cái việc học hành á là con cứ tìm thầy nhờ thầy nha giúp đỡ rồi hai nữa thầy cũng như giống như thằng tài vậy á đem đó là cái đồng tiền của con đi học nhiều khi ở gần gũi thì thầy cũng giúp đỡ cho con nên có gì cứ việc tìm thầy nha con nha ha ừ. Thôi tâm sự nhờ anh nghe anh dạ, dạ, cảm dạ, ơn dạ, anh dạ, nhiều dạ, lắm dạ, em dạ, dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị cảm ơn Phong Nguyễn ở xa xôi quá mà chị dạ. Còn tìm đến tụi em cảm đi từ khuya tới của thứ nhất là bé Diễm thứ là thay đặt gia đình của bé Diễm thật cảm ơn anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều nói chung là địa phương cũng biết nhưng mà hoàn cảnh địa phương thì cũng đã giúp đỡ cũng một phần thôi chứ cũng nên hôm qua nay là ở xã các ban ngành của xã đều vô dạ. Vô đưa giải quyết vấn đề khi thăm cho con bé này phải đưa con nhỏ này đi học mới được dạ. Là hình như là nguyên ban ngành xã nó tạo điều kiện hết mình luôn yeah. Hồi sáng em điện là tư pháp điện hừng sáng đấy bây giờ sao làm cái thanh nó nói giờ quy trình là sáng thứ hai chú ra đây còn làm cho chú kêu gia đình ra viết cái đơn chứ chú viết không được nha bị chú yeah. Ngoại đạo nó nói vậy đó thì yeah. Em sẽ thì có gì thí dụ bé Nghi không biết cũng nhờ điện thoại nhờ anh hướng dẫn dạ, cho nó dạ, giùm dạ, dạ. Đó, cái chuyện này là mình phải tốc hành liền chứ không có chờ liền, được không dạ chờ đúng được. Rồi dạ, giờ dạ. Thì bé này nó trễ cái quá trình học của nó đi tội dạ. Nghiệp quá con về sáng cưng. Thứ hai chắc gửi ừ. Cô giữ đỡ dạ cho nó ra trường dạ, cho dạ, cho dạ. bé Diễm dạ, thứ hai đi học trước cái đã dạ, còn dạ. Em bé nhỏ thì không sao để gửi dạ, vài dạ. Bữa chắc cũng một hai ngày thôi chứ không nhiều dạ, vì cô mẫu giáo cũng đã hứa rồi cô mẫu giáo hiệu trưởng mẫu giáo nó bây giờ có khai xanh mới được chú dạ. Không có khai xanh đưa vô nó đâu có trúng cái gì đâu mà đưa không vô cái tư pháp xác nhận là không xác nhận được dạ rồi cũng vô ở học tạm được rồi bổ sung khai xanh khổ quá trời sao con mừng chưa con. Con cảm ơn thầy đi. Mai rồi, có gì ra ngoài con. Ừ, đó. Con là tội nghiệp từ nhỏ rồi. Bởi vậy thầy thương từ nhỏ lận đó. Xíu rồi ừ. Con giờ có gì con ráng con níu thầy giùm mẹ Ngọc nha. Níu thầy ha. Rồi, rồi. Rồi. Em cũng hay đi làm thiện nguyện mà rồi. Chưa gặp cái trường hợp nào mà khó khăn trời ơi. Quá trời thầy. Nhân sự nhờ thầy ê nó nghe giữ được đi mốt người ta đền ơn cho ông nội ơi giữ tiền luôn á nó chịu nè thôi thôi em bây giờ thôi thôi bảo quy làm ơn giùm em đi đảo cho em đi giờ thôi đang định chút năn nỉ nè trời ơi sao em giữ à cảm ơn thầy đi cảm ơn thầy đi con cảm ơn nhiều lắm nha thầy dạ dạ thầy sau này mà này có học với thầy xin tiền cho ăn luôn nhưng thầy tiền đó đóng bằng tháng thầy chết đâu thầy dạ thôi hứa đi thầy đặng cho bà út quá yên tâm đi thầy thôi thôi tùy duyên đi chứ dạ quá rồi thầy dạ tùy duyên đi cái đó để tùy duyên đi chứ thầy cũng ấy mình ấy. Thôi thầy hứa đi cho bà út quan Diễm yên tâm đi mà dạ thôi giờ bây giờ thầy giúp vậy là cảm ơn rồi thôi để tùy duyên đi dạ tùy duyên đi nè dạ bây giờ em thấy vậy là ok rồi đó thôi giờ chị thương em với thương cháu chị ráng chị giúp đỡ đi
chứ còn bây giờ em đi về mà giờ không có chỗ gửi nữa, mấy Diễm về em rầu dữ lắm luôn. Em giữ thì được á, mà giờ em còn đưa nó thì không có ai mà giữ nó, con nít không Dũng em sát một bên rồi ai mà giữ nó, em chạy rước thằng đứa luôn. Thì mấy Nghi giữ giùm chút xíu nó đi vô liền. Biết nó có chịu vô giữ hay không? Không chịu, ông nội chút nè, xíu. Nè nè con ở đây ơi, mời vô bộ Út ở nha, có mấy chị đóng nha. Thôi hỏi gì, ẩm đi lại đi chứ hỏi gì. Không, để ngày mai em biểu Diễm là ngày mai á là cũng như tránh mặt đi. Dạ. Kêu Nghi á ẩm vô bỏ cho em. Thử ngày mai coi nó khóc hay không. Ngon, thì đặng cho ông Diễm đó, nãy giờ nó chơi đó, chị thấy đó nha. Chị vô động con nít á, rồi nó chơi. Giờ bây giờ em năn nỉ chị luôn á, thương thương cho trọn giùm thì đi. Thì để em nha. Giữ đi, thử coi sao. Chị yêu quá em. Nha. Dạ. Bây giờ thì em nói chị vậy nè, em ở xa. Dạ. Nhưng mà bây giờ là của một đồng công tới một lượng. Dạ. Định. Dạ. Đó. Em là không có gì hết á, còn cái công của chị là thiệt á, tụi em nhớ ơn chị dữ lắm, giúp thương, bà thương quá trời. Giữ em cho con đi học là con lớn là con phải nhớ ơn bà Út nghe không? Con về. Vậy là ẩm con đi Diễm. Ừ. Không, thì vậy không có người. À, bé Nghi, nó nghe chị nhờ vậy được không cưng? Bà Út nói bà Út giữ, nhưng mà cái lúc mà đi bà Út đi rước á, thì bà Út đưa qua bên em giữ giùm chút xíu, bà đi rước về, cái bà rước về nghe cưng. Ừ đó, giờ bây giờ okay, bà Út nói coi vậy nè, ngày mai á là chủ nhật phải không? Là mình muốn dứt nó là mình làm tập lần, là mai là sáng á con cho nó ăn thì con thả vô bắt Út về cho em rước động. Em mới tặng áo cho con, phải vừa rồi, giờ em thôi ơi xuống nha. Nếu mà Út giữ nó được á, con đi rước con đi đêm với ừ đó đó chị cũng được vậy quý qua nào. Thôi vậy đi, vậy đi, cho Huy Diễm, vậy vậy. Dạ. Làm vài bữa à? Dạ, chừng bữa, hai bữa có giấy là dạ. Trường nó nhận mà nó đi học rồi. Rồi, trời ơi, kiểu này sao đây, phải hung chị Út một cái quá không? Trời thương quá trời luôn á. Chị, cảm ơn chị nha. Dạ. Thiệt luôn á, trời ơi, thương quá trời luôn. Bé nó đẹp quá nè. Đâu đi học nữa, em đâu. Còn đi học từ hồi lớp 1 tới giờ lớp 5 vẫn còn mặc đồ đi học á. Thì thôi giờ em cũng vậy. Giờ anh chị mà với con cháu đồ xuống đây mà giúp cho cháu em dân. Mà em cũng cảm ơn anh chị mà lo cho hai mấy cháu em mà như vậy em không biết nói gì hơn. Thôi đừng em khóc. Thì nói hơi xúc động, em thương. Thì giờ em cũng cảm ơn anh chị thì cho cháu đi học. Thì em cũng ở đây là em cũng hết sức mình em giữ em á, thì chị hỏi mấy đứa cháu đây, em cũng ba bốn đứa trọng, em không phải mà riêng gì mà em mà để làm hiểm mà không giữ cho nó. Dạ. Em cũng có cháu giữ ổng á. Với cháu em cũng là 2 tuổi vậy nè, nhỏ con gái. Thì thôi trang lưới với nó chơi dễ thì quá. Thì em để vô trong nó chơi dạ, không? Dạ đúng rồi. Nó chơi thì em giữ cho nó đi học. Chứ mình ở không đã chi mà chị mà mình không để cứu người mà để em nói là cứu một người bằng mình đi 10 cái chùa chị Ngọc. Em nói thiệt chị, một người mà bản thân chết rồi mà không có thể mình kiếm lại được. Mà cháu mình mà dốt lại mình đi ra đường thấy cũng tội nghiệp thua xúc rồi bạn em thấy. Em thì đó em học em cũng thấp, chữ cũng thấp. Bây giờ mà em thấy ai mà chữ cao đi ra mình cũng hối hận chị. Người ta chữ cao còn mình chữ thấp mình thấy cũng tội nghiệp. Bởi vậy em thương cháu em nên nói con cứ đi học đi. Cháu buộc em nha. Bà nội đưa, nếu mà cha mẹ con không đưa, bà nội đưa con tới chỗ rước chứ đừng có bỏ con mà chạy xe. Thấy tội. Em bởi em thương con cháu em rất ít, em thương. Giờ vậy nè, chị cho em xin số điện thoại đi. Rồi có gì là chị em mình nói chuyện sau nghe. Còn cái này là cảm ơn chị nhiều nhiều lắm nha chị nha. Được cho mấy Diễm đi học là em mừng còn hơn ai cho em tiền, lúc hơn ai cho em vàng nữa. Mới bà nội đem lên chị biết, mới đem bà nội đem lên á là không có gì hết. Em hỏi con Nghi em không bao giờ em nói mà có mấy chị mà em nói tốt. Em chở đi ra ngoài dầu ngoại con Diễm giờ chắc còn nhớ á. Chỉ em chở đường này cái em chạy ra trường này, đường này em chỉ đường này em chạy đường kia. Rồi em xin số điện thoại chị. Rồi em mấy chị. Báo tới bà con là mấy Diễm được đi học rồi đi. Em đưa lại. Ủa giờ chị đưa rồi. Đây chị đi. Rồi. Bây giờ cái lời đã hứa là như gì quên là như đinh đóng cột đúng không chị? Rồi vậy là ở đây là tâm sự nhờ chị Út, là chị Út mai giữ ngày mai đem vô em giữ thử mai, đây. Mai giữ cô Tí nè. Cho con thứ hai con đi học nha bé Diễm. Dạ. Mời Nghi á, con ẩm nó đừng cho Diễm theo. Con ẩm khóc đại đi vô bác Út thì bỏ động á cho nó chơi đi rồi bác từ từ bác em dụ nó chị. Em dụ cho nó rồi, chơi. Rồi thôi bây giờ tụi em ở xa thì xuống đây thì chị như cô bác trong nhà lớn thì chị em mời chị để là chị em mình là giống như tiếp cái tình thương để cho bé Diễm là có cơ hội bé Diễm đi học. Thì chị một lời chị hứa với em rồi
thì tụi em ở đây yên tâm dữ lắm, là chắc bà con cộng đồng mạng cũng mừng dữ lắm, mà cũng cảm ơn chị nhiều dữ lắm nha chị. Rồi, rồi một lần nữa em cảm ơn chị nha. Rồi, vậy mừng quá rồi không? Hơn mình. Giờ em cũng không biết gì nói gì, giờ thì mình ráng giúp được nhiêu được giúp hén chị. Dạ. Chứ mình cũng hết khả năng rồi. Em thì con cháu có trỏng giờ nhóc luôn mà nước đầy dũng hết trơn. Đó từ đây chị nhờ làm sao với nhà em? Thì em sợ rồi sơ súng cái gì chắc chết. Thì giờ em cũng ráng cố gắng thôi. Dạ, thôi giờ mình cũng yên tâm ha chị Ngọc ha. Yên tâm dữ lắm rồi. Thì thôi giờ cô cũng dáng lo lắng rồi phụ tiếp tay giúp cho chị Ngọc yên tâm với bà con mạnh thường quân. Thì thôi giờ cũng mình cũng mừng rồi, thôi mình thu xếp về để cho cô ở đây nghỉ ngơi ha chị ha. Dạ. Thôi lần sau em có xuống vô nhà chị ha. Tâm. Dạ. Dạ. Em xuống vô thăm tại nhà em còn đi ghi hình. Dạ dạ dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ dạ. Trời ơi, dỗ ta. Trời. Nó lớp 1 chứ lớp 5 mà bị lớn. Trời ơi, lên đây lớp 1 mà lớn rồi lớp 5 nữa. Trời ơi. Cháu em hả? Lên 11 cửa học lớp 6, bằng Diễm. Rồi ôm chị cái đi rồi chú Phong với cô bác về. Rồi, nó nói gì nữa không? Ôm đi. Xác vô. Để nói em cháu phát, cảm ơn em chưa? Cảm ơn em cháu phát đi. Để nó nghe em. Em mà giữ được có Zalo. Rồi, cảm ơn em một fan tay nữa. Không không. Vui ghê chú Phong. Dạ. Chào chị. Chị nói để góp Zalo là hàng ngày á chị giữ được á thì điện cho chị. Chị thấy chị quay lên cho thấy nhóc này dạ, dạ. Vậy là yên tâm quá. Vậy là mừng quá. Rồi. Rồi thôi bây giờ thì mình giữ được Phong, đi, với bà Tâm mẹ Ngọc với cô bác á, thì nghe con chuẩn bị là đi học rồi được á. Thì chú Phong cũng mừng. Cái gì tiếp theo á thì con dán con học hành nha. Hỏi nó ý kiến đó rồi nó cho chịu cho đi rồi cho đi. Nói chung là con muốn nói gì chú Phong với cô bác không? Dạ con cảm ơn chú Phong với cô bác. Nhớ là cũng nhận thường quân. Thì bác Út là bữa nay cũng là bọn. Rồi cười vui vẻ nha con. Dạ. Rồi thôi bây giờ ba Tâm mẹ Ngọc với chú Phong về nha. Dạ. Thì thôi bây giờ thì mọi cái sự lo lắng của tất cả những mạnh thường quân và những khán giả mấy ngày nay cũng góp ý với điện thoại cho Phong, nhất là ba Tâm mẹ Ngọc của con á. Dạ. Là xem thấy là buồn lo lắm, tại vì con là một cái đứa con mà hiếu thảo học giỏi, ngay cả chính quyền địa phương và thầy giáo hồi nãy vô cũng vô gặp nữa. Dạ. Nên mà mọi sự quan tâm với của cô bác thì con dán học giỏi và ngoan ngoãn nha. Dạ. À, chờ ngày mẹ về ha con ha. Dạ. Rồi. Rồi thôi con nghỉ ngơi nha con. Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác chị kính mến. Nãy giờ thì Phong Nguyễn cũng đã chia sẻ những hình ảnh đầy cảm xúc. Thì nói chung là bé Diễm nay là cũng được các thầy rồi bên chính quyền địa phương quan tâm. Rồi nhất là anh Tâm chị Ngọc là ba bé Diễm đây cũng đi xuống rồi. Bữa nay thì có chị Thật với chị Hà với bé Linh với Phong và các bạn đồng nghiệp cũng bạn Tấn đi xuống cũng tham gia và xem á, thật sự là cái sự mà lo lắng mấy ngày nay thì cái vấn đề mà học vấn của bé Diễm á thì cũng đã tạm ổn rồi. Thì chính quyền địa phương cũng đang rất là quan tâm. Thì Phong thì bây giờ cũng cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã luôn quan tâm rồi giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Dân 27 tuổi mà bị ung thư rồi có bầu nữa nhưng mà bắt buộc là phải chích thuốc để lấy bé da của bác anh chị. Thì hồi giờ thì Phong cũng khép chương trình tại đây và cũng không quên gửi một lời chúc sức khỏe bình an đến tất cả những khán giả của mạnh thường quân nha. Hẹn qua cô bác những đoạn video tiếp theo nha.